trong bàn chân. À, khi mà cạnh trong bàn chân như này, ví dụ mình lùi xuống thì mình không nói, nhưng đến đây đặt cạnh trong bàn chân, nếu như đặt quá thì cổ chân của mình sẽ rất là đau và sẽ ở vị trí nguy hiểm. Vì thế khi mà đặt ở vị trí này, ngay lập tức cái phần ở trên này nó sẽ phải đẩy sang để cứu cái chân kia. Nếu như mà mình đặt cả bàn chân thì người trên không có việc gì phải đi sang cả. Một, hai, đẩy sang. Nhanh đẩy sang không nhanh thì chân nó bị quặt, nó bị lệch cổ chân ấy, quặt này. Thì mình đó, một, hai, cổ chân này sang, cổ chân này sang. Đấy, đấy là cách đánh thức với phần ở trên.